chuẩn bị cho lễ khai giảng xa nhà đầu tiên. Từ chiều qua, hai em Lầu Thị Hằng Nga ở bản Trường Sơn và Cự Y Sáy ở bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn đã có mặt ở khu trọ thị trấn Mường Xén. Bởi từ nhà các em ra đến trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn đi xe máy cũng mất nửa ngày đường. Cảm xúc của em là vui, hồi hộp bởi vì sắp được gặp thầy cô mới, bạn bè mới, với lại là sắp gặp cả anh chị mới. Cảm thấy rất là hồi hộp và mong rằng cả anh chị và thầy cô sẽ giúp đỡ em để học tập có kết quả tốt hơn. Một trong những nội dung được chờ đợi nhất trong lễ khai giảng là các thầy cô giáo, anh chị học lớp lớn đón các em học sinh đầu cấp. Là giáo viên nhiều năm trong nghề, cô Huyền, trường tiểu học và trung học cơ sở Hạnh Dịch, huyện Quế Phong vẫn cảm thấy xúc động khi dự lễ khai giảng và đón nhận các cháu vào lớp 1. Riêng bản thân tôi là một giáo viên chủ nhiệm có nhiều học sinh bán trú. Điều mà tôi mong muốn lớn nhất đó là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nhà trường giao và đưa cái con đò của mình cập bến an toàn ạ. Lễ khai giảng năm nay là dấu mốc quan trọng với trường trung học cơ sở Trường Thi, thành phố Vinh. Nhà trường được công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia. Đây cũng là năm học đầu tiên thực hiện lộ trình xây dựng trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế. Trường trung học cơ sở Trường Thi cũng là trường thứ 2 ở bậc trung học cơ sở của tỉnh thực hiện mô hình giáo dục mới này. Để mà đạt được những cái nhiệm vụ của trong năm học mới, các thầy cô giáo vào năm học mới cũng rất là mong muốn nhận được cái sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của phụ huynh học sinh và cái sự đồng thuận của xã hội để nhà trường có thể thực hiện được cái nhiệm vụ chính trị của năm học. Lễ khai giảng dù được tổ chức gọn nhẹ nhưng trang trọng, ý nghĩa. Như ở hai trường dân tộc nội trú bậc trung học phổ thông của tỉnh, các tiết mục văn nghệ, hoạt động văn hóa, phần hội mang đậm đặc trưng núi rừng miền Tây xứ Nghệ đã tạo tâm thế vui tươi, hứng khởi cho học sinh sống xa nhà. Cảm xúc của cháu thì rất là có chút bồi hồi, cũng xao xuyến. Bởi vì năm nay thì nhà trường cùng tổ chức một cái khai giảng rất là tuyệt vời ạ. Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để nối tiếp những bước chân của các anh chị khóa trước. Hôm nay, gần 920.000 học sinh và gần 50.000 giáo viên của hơn 1.500 trường học, từ những điểm trường vùng cao, trường học miền núi đến vùng biển, từ trường học nông thôn đến thành thị, học sinh giáo viên trong tỉnh hân hoan đón chào năm học mới với niềm vui mới và hy vọng một năm học thành công. Lễ khai trường không chỉ là để chào đón năm học mới mà đối với em, đó là còn là một cái dấu mốc để đánh dấu sự trưởng thành của bản thân mình. Đó còn là kết quả của một quá trình nỗ lực cố gắng rèn luyện khi mà bản thân em đã vượt qua những cái kỳ thi tuyển sinh vô cùng khắc nghiệt để có thể vinh dự trở thành một mảnh ghép của trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Và bản thân em và nhà trường sẽ có rất là nhiều thành tích và niềm vui ạ. Trong năm học này thì em sẽ dành nhiều thời gian cho ba môn khối của em là toán, lý, anh. Nhưng mà không, em sẽ không bỏ bê các môn còn lại như là hóa, lý, sinh hoặc là văn để em có thể tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia thật là tốt. Trong một năm học tại TH School thì cái vốn tiếng Anh và khả năng giao tiếp của em được tăng lên vì em được tiếp xúc và học tập trong môi trường quốc tế, tiếp xúc 100% tiếng Anh với thầy cô nước ngoài. Và em sẽ có đủ, chuẩn bị đủ hành trang để sau này có thể tự đi ra nước ngoài và sinh sống học tập. Năm học 2023-2024 có ý nghĩa đặc biệt trong lộ trình đổi mới giáo dục. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã đi được hơn nửa chặng đường. Ngành giáo dục Nghệ An cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và đột phá. Mục tiêu lộ trình đã có, nhưng quá trình thực hiện sẽ còn khó khăn, cần sự tâm huyết của thầy cô, đồng lòng của phụ huynh và đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của học sinh ngay từ những giờ học, buổi học đầu tiên.